Bò mê bên hoàng sương, mùa xuân có má họt, tên chủ bản, chủ mương. Đối tòi bưng côn vũ bó, rú phồng sùng nằm khát, huyện mù căng chảy, sư và thị xã mắc lo. Mùa xuân có bé xương họt trào hờn, chơ bưng tổng na vũ bó, có bom cằn, hừa phánh. Bưng thuồng bó chăn, báo trăng xệt hở, bản mương, mùa xuân, đen khẳn đen chăn. Liệu nhăng, đang mỏi mử, áo má hục kín tơ rú uốn ình, tục po nỏ bỏm hở vương côn vũ bó bay tèm khòng vương côn tèm báo đã phát thành trường hún yên bái có vào ma đà viện nhị mười bò mè vì nỏ bỏm cắn bừng le mùa xuân ma tàu cùng muôn măng trong tòn pì mắng nàng thu chủ bản mưa hương quỳ cuồng cù mùa mùa ẩn tên vương tổng ma vũ bó tên khẳn tên trần chơ vương thường bỏ hông bỏm cắn hở phánh của mùa xuân. Tổng na, vũ bó, nằm khát, bòm cằn hư phánh cuồng mua xuân. Vương thuổng bó hông khăn chăn, đẩy bưng phủ in chờ con miểu vũ bồng. Đồi phá mưa nỉ, con ẩn, cò hủ, tắm hũ. Dệt hay na là thổi. Vương tổng na, dệt hở, phồng sùng nằm khát, mù căng chảy, đen khăn đen chăn, cuồng mua xuân bì mắng. Nằm khát, con ẩn, lọc phồng điên căn. Bò mè chứa con mèo rú nỉ có dệt nam mua liều vừa dân ẩn khu kín đôi rú có khó hồ hình nhờ huyện một căng chảy có mấy luông tang biến thái trở phan cỏ vũ ao cò trường hở ma vũ năm ao cò bó hông ma vũ rú tổng na lọ luông dệt cử đẩy đang để dùng kinh tế té cỏ vũ xử cỏ bó hông cử đẩy đang tì bò mè chứa con mèo rú nỉ có mê nghe dệt mắng nghe nỉ con ẩn cỏ lá han đối tòi bò mè chứa con mèo hình. Vì nỉ hư nhơ bú của báo hông vừa dưng ẩn của kính rú khó hơn khỏi cò báo khó mò giả cha dưng có nặng té bần trường vì nỉ có mấy ngân phải sửa sắm xuồng sửa máng hà lụ tàu khỏi có mỏng cao ngay bú bó nỉ nhưng mượn đầy khải quảng xung khỏi có mấy vỉa dệt cánh sườn đánh ngân tiết tệt mắn con ẩn chơ hê bú cỏ báo hông hư quân dần rú xa nằm khát cò dệt nam mua liều thổi liều lặng ẩn có bài dệt trạng rủ lác cạnh nỉ bưng tổng na vụ bo hông báo chàng dệt hở xã nằm khát biến thái liều nhang trò con dần mi vỉa dệt cánh sườn đảnh ngân tiên tẹt mặn khỏi hư có báo bài dệt chàng dù lắc đáy cạnh nỉ mi nghe vụ bó vừa dưng ẩn khỏi có trắng mi vỉa dệt mỏi mờ bài dệt chàng khỏi có đẻ bằng công là hỏi nừng hà xếp ăn mặn ngân đáy chơ bài dệt chàng khỏi có mi ngân vậy lò chuồng hông hở hơn sáu. Tổng na bú bó nằm cát lò cách luông cạt kiên vèn xanh cùng việc tảng tánh lào phịa dây dần hải na khỏng huyện một căng chảy đào khu quốc giàu là hợp tác xã bú bó hông nằm cát phải hạ tim đẻ bón cải thật mặn hợp tác xã có cạt kiên chàng tìn khỏng khôn dần dườn liều đằng ẩn chàng con dần bú bó hợp tác xã nhang chỉ bó bòm mém kỹ thuật bú năm cánh tảnh lù hà cò bó bòm ẩn hư sử lào bó phải khải hà bòm he con ẩn là bưng tổng na dệt na mu liều hư khanh nỉ là bưng tổng vũ bó ảo mơ ngân tiên tẹt mặn hà con dần dệt vỉa rú nỉ hư khỏi có mi ngân bày sử trường khòng kim chiêng trường bình nỉ hư khỏi kim chiêng luông hơn khỏi có mi giảm hết ta đìn vũ bó hông bần trường bình nỉ có khải áp ản na mỏi mử sòng phản thuồng bó nhờ phỏng phà đìn có chọp khỏ vừa sức ẩn bó số nỉ thuồng mắt còn luồng mau mắt còn chăn cánh ai ho mắng làng chiếng hư hơn khỏi có chiếc tỏi năm lò tắt nhà xìa vài cò mắt khuyền ngà mắng xuân bó không hơn khỏi hư cỏ tả về dệt lưng chơ hở lại côn đặt giường xuống bản na vẫn duy trì vườn hoa càng ngày càng đẹp để tạo công ăn việc làm. Té khu cánh chờ khổng bản na, họt cây xã nằm khát có mi hà xếp bê tà đìn bú bó. Lò bản na khải bó chăn, hở lại bản na rú cuồng cánh nỏ đỉnh. Vành bào mi lại bó chăn khải ở bản na, hợp tác xã bú bó nằm khát, cỏ tràng sòng hỏi côn, phải đành lù hà cỏ bó. Tòa ngân cổng phẳng hở, hỏi nừng xàm xếp ăn, họt hỏi nừng hà xếp ăn bản ngân mưa nừng. Nọ ngân cổng đầy bằng chơ hở hợp tác xã tràng đìn. Bò mè nhang mi tên ngân cổng cho dệt chàng hà hợp tác xã vừa sức ẩn bò mè có muôn hình vải bảy chữ bó hà mắt chăn hợp tác xã cỏ mi bón dệt cơm vải bảy chữ bó
còn chưa khôn triển ở bài khai. Bí nì hư phả cỏ ún với dân ăn, bó chiêng hư có chăn hơn, xung khoai hư có khai. Bó cùng bằng sàn bường chiêng hà bưng tỉnh, tông piêng, rú tắm, cánh bước bản na cùng tỉnh, xuân bó khòng hợp tác giá của tả về dệt tệt mặn hà lại, bò me rú bản na. Năm nay cái thời tiết ấm ở trên này thì là cái có bông hoa để cung cấp về cái thị trường tiếp. Khổ kính đôi rú của bò mẹ chứ con miệu nặng nằm khát có đang nhân mưu uốn ỉnh tủ bò, bưng tổng na bu bò hông có đang có phân nhau dùng của kính đôi rú khỏng chứa con miệu rú nỉ. Mọi tựa bưng bằng xè, táng bó bày khai, lò, phá khảo ẩn, khu môn phở, khỏng bưng côn bu bò mà khổ kính đôi rú uốn ỉnh. Nhờ mình nghe bu bò nỉ hư cỏ, ảo mang ngân tiên, hảo con dần, hợp tác xã có mít sao thành viên tôi ta đìn bụ năm ăn lò chất dưới bếch ta. Mỏi mử xuân bó, khòng hợp tác xã có tá về dệt hà cài xong hỏi con lửa dườn số bản na. Cây này con dần có báo trò bài dệt chẳng dù đắc lé. Dệt vịa dù hân quế hức có dườn đánh hân tên đẹp mắn, mê ngân bày hảo lụ tàu ép năm sử sản tổ po, cô kính hương xú của po mẹ cách này có nhân mượn đánh nhóc súng. Báo chẳng nặng nằm cát huyện một căng trải lạ, liệu nặng bưng lo có lò bản na mi phụng đình chăn và đình chập khỏ phải bú lại đẳng bó chăn bòm ẩn lò sợ tăng bảy ba ngày đi có góp phân trời hạng ngay bú bó xuống nghỉ nhưng mự mà mấy ngày quăng. Vâng. Tôi thì làm thường xuyên ở nhờ tòa năm dệt địa hảo bưng xuân bó khỏi còn dần đảnh ngân tinh đẹp bẩn khu kính hương xú còn xuống khó hơn địa tòa năm tảnh lù hảo bó có báo nắc nới lại cánh có báo dạ sắc mắn lò dệt đầy thôi cho bán tết ạ. Xuân bó quàng sảm ban thức môn đỉnh tỷ lò khòng hơn lung Nguyễn Bá Hải rú xá mương lo thì xã mương lo vậy mi bó chằn khải hà con dần hơn lông hải có dòm ót lại bằng sàn vai thành lù hào xuẩn bó khổng hương trầu tòi xàm xít bì bú bó lông hải có bồng trầu mất chất lượng cảnh mau khổng phú tuồng ó mọi bì khảo bờn trường hơn lông của khải ó bản na lại tặng bó ha cằn xương bó hông bó cúc bó lại ơn vai bò me xử mát yên trường trước kia là trồng nho lẻ còn ản hư xung khỏi có bú ngòi thùi hai và cách nghỉ có sắc nhằn cỏ bó lò cò bú vầy sườn ma lăng để sườn kinh tế vừa sức ăn hút khỏi có khải quảng ta đến bụ năm té bì sòng ban mày sau ít hót cay hơn khỏi có khải quảng ta đến bụ năm vầy lò bó lò nừng của bụi tàng trường hang nhằn vào lăng áo khải áo bản na để đảm bảo cho có một bông hoa để có một vườn hoa thì hết nhờ hù hền lăng áo khoảng côn ỉn bó bưng bì chạm nỉ hơn lung cò bú tàng bó cúc thường nhắng tàng bó nỉ lò tàng bó chăn ha và tành lù cò dạ vẹt tòi lò bưng tàng bó ứng và báo tèn lù hào đỉ dưa hư cò măn cò chết tài lắp xỉ mít chằm chi na và tú cánh tành lù cò dạ ha và bó nỉ có khai đài giá dùng cánh tài lại côn bạc ỉn tòi giá bản bưng té sòng phân họ sàm phân hà hỏi mặn ngân thường nừng khảo mờ trường hư có khai đại giá hạ băn mặn ngân thuồng nưng tảng bó cúc thuồng luồng nỉ vì nưng có bút đầy giảm chu vừa sức ẩn vẹt tòi bưng tảng bó ứn hư có dượn ảnh ngân tiên sùng xưa hơn vì nỉ bó trường khai đại giá hơn luông hải có kim trường muôn hơn cánh luồng hơn bút bị khón mà mình cảm thấy yêu nghề nữa. Tòi năm dệt nghe bú bó nỉ hư khỏi cỏ, quỷ bách mặc muộn nghe, hên bú tuồng bó, khòng chào khơn chăn, hoặc có hên muôn hành. Khòng gánh chào tít tần, lò hơn rào, dệt xương sư tảnh lù hà xuân bó, vậy là bú bồng ó bưng tuồng bó chặn nhít phải khải ở bản na. Đẻ chơ nghe bú bó, mà mấy khải quảng, cụ kiến đôi rú khòng quân dần, bú bó nặng thì xã mong lo nhường mự đánh nhau dùng. Nghe bú bó, cỏ khải ó luôn tăng hóa cuồng viện mà mấy kinh tế báo chẳng nho sùng ngân tiên hà con dần lạ liệu nhang chất sùi khu mà mấy kinh tế khảo bước bản na nàng tình hiện bái nhưng mự mà mấy bày khẩn mùa xuân bì má có mắc họt nàng đồ chủ bản mương ngân quề vương thuộc bó khăn chăn khảo con dần phú nàng thị xã mương lo khảo bò mè chứ có hiểu nàng phòng sùng một con trẻ tình hiện bái có đầy khôn chiên tinh tư bằng xè áo mùa xuân hoặc chủ bản chủ mương cánh phá khảo ẩn là khu môn phá kho bò hè mè na ma bưng
mua bó uốn ình ím po lò bồng.